Khó kiếm lắm em ơi. Dạ. Kiếm một người mà để cho mình hiểu nhau á, không biết là vậy có anh nào hiểu được chị không nữa. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Hôm nay là một buổi sáng trời rất là đẹp, rau cải thì rất là tốt tươi các bạn ha. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà sẽ cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và hôm nay có một sự thay đổi nhỏ, đó là trên màn hình số điện thoại của Uyên Quỳnh thì các bạn xài Zalo có thể nhắn tin qua số điện thoại của Uyên Quỳnh. Uyên Quỳnh có để mã vùng cho những bạn ở Việt Nam có thể nhắn tin cho Uyên Quỳnh qua số điện thoại này. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn cần đi tìm người yêu, cần tìm một người bạn trăm năm cho mình. Nào mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn hôm nay nhé. Rồi, em chào chị nha. Rồi, chị chào em. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Chị có thể cho em biết chị tên gì và chị chào cộng đồng ha. Chị tên Ngọc. Chào chào. Rồi, chị đến từ ở quận 12 nha em. Dạ. Quận 12 em cũng thương em Sương nè. Chị chào em, chị chúc gia đình em mà luôn gặp điều may mắn. Dạ. Và gia đình vui vẻ. Dạ. Chị rồi chị có thể giới thiệu về mình ha. Chị xin chào cộng đồng mạng đang xem chương trình của Yên Quỳnh nha. Dạ. Chị sinh năm mấy? Chị sinh năm 1976, năm nay chị cũng 48 tuổi rồi. Dạ. Rồi em hỏi chị nói. Chị hiện tại đang làm công việc gì? Chị nói chung nghề nghiệp của chị là thợ may, nhưng mà chị cũng ở nhà may. Lãnh hàng gì nhà may cũng có, nhưng mà hiện giờ thì chị đang đi may cho người ta. Mình đi may gia công á em. Dạ. Rồi thì cuộc sống của chị á, thì trước hồi đó thì chị cũng có chồng mà có hai đứa con. Rồi chồng chị mất á em. Mất hồi năm 2001. Rồi sau đó thì một đoạn đường dài chị sống với con, rồi hiện bây giờ thì con chị nó đứa thì có chồng, đứa thì nó cũng có bạn gái, rồi nó mướn ở nhà trọ với bạn gái nó. Vậy rồi cho nên là cuộc sống của chị ở nhà có một mình. Chị ở nhà chị mai chị thấy cũng buồn thôi, để chị cứ may cho ta nó vui hơn. Chồng chị mất thời gian khá lâu ha. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì chị cũng có gặp một người bạn, nhưng mà bạn thì bạn cũng sống cũng hơi hơi khá lâu chút, là cũng khoảng 3 năm á, mà sống không có hiểu nhau em. Rồi hình ra cũng chia tay rồi. Chị rồi ông xã trước của chị á, lý do gì sao mất? Anh nó bị đi làm về bị tai nạn nghe. Tai nạn xe hả chị? Tai nạn xe Honda năm đó là năm 2001. Chị rồi chị nghĩ mình có ưu điểm gì? Cái ưu điểm của chị thì chị sống rất là thật thà, ngay thẳng. Rồi là mình sống là mình phải có trách nhiệm với những gì mà mình biết. Với lại thì cái ưu điểm đó là ưu điểm của chị. Còn khuyết điểm của chị thì xấu lắm. cũng như là mình sống thì mình
mình thích cái cuộc sống mình nó im điềm, nó đừng có để chật vật thiếu thốn, nên là mình cứ ráng lo làm. Còn cái xấu của chị là khi mà mình sống vợ chồng á thì chị hay có cái bản tính là đa nghi đó, cho nên là chị nghĩ mà chị kiếm được một người đàn ông đó là phải hiểu nhau, phải cho cái niềm tin. Đó là cái xấu của chị. Dạ. Còn cái nói chung cái cuộc sống chị thì chị sống rất là thẳng lòng, mình không có dối gì ai, mà mình cũng mong người đó, mọi người tiếp xúc với mình cũng phải chơi thật lòng. Chị cũng không thích là nói cho qua chuyện, hay là mình làm những chuyện gì mình làm cho có thì cái đó chị không hài lòng được. Dạ. Chị rồi hồi nãy chị nói em hiện tại chị đang làm công việc gì, em không nghe rõ. À, công việc của chị là thợ may với em. May, nói chung là ở bên chị là ở bên Việt Nam này là chị đi may làm hay cho công ty cũng được, hoặc là mình may tư nhân. Nhưng mà hiện tại chị may cho công ty hay là chị may ở nhà? Hiện giờ thì chị đang may cho cái chỗ tư nhân. Rồi chị làm công việc đó lâu chưa? Từ hồi nhỏ lớn chị chỉ có một nghề là chị đi may thôi. Dạ. Có trước hồi hổm trước mùa dịch thì chị đi bán áo khoác đó, nhưng mà chị thấy bán cái đó thì mình phải dùng lời lẽ mình thuyết phục người ta mua cho được cái sản phẩm của mình, nhưng mà thật ra mình nhìn thấy sản phẩm của mình nó không có được có chất lượng mà mình cứ bán em. Thành ra cái thôi chị không làm nữa, chị đi may lại đó. Tại vì cái hàng chị làm mà chị bán đó là chị bán cho chị hay là chị bán cho người ta? Lúc đó chị may cái áo đó luôn, rồi chị may cho chủ áo đó, rồi chị lấy áo đó chị bán luôn. Bán cũng vui lắm em, nhưng mà chị thấy cũng hơi mệt. Ví dụ mình thuyết phục người ta mua để mua được á, chứ bán đó thấy cũng tiền cũng không. Cái chị thấy thôi không phù hợp với chị, cái chị lại tiếp tục đi may nữa. Là chị mở cửa hàng hay là chị mở cửa hàng hay là chị bán ở ngoài chợ? Mình đi bán, đây là gọi là đi bán dạo ở mấy cái cổng công ty á. Công ty á, rồi hoặc là mình ra chợ mình bán dạo em. Như vậy nên chị cần phải nói nhiều chứ. Nói chung hàng mình bán giá rẻ nên ta mua cũng nhiều, nhưng mà mình xài thử cái áo đó thì mình thấy áo đó giặt thì dài nước là nó bị xấu đi rồi, cho nên là chị thấy thôi chị không bán nữa. Rồi cái chị lại tiếp tục đi may nữa, vì cái nghề của chị nghề chính là chị đi may. Chị rồi bây giờ chị muốn tìm nó kém. Bây giờ chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Thì vừa rồi đó là chị cũng có quen một người bạn trai mà sống chị nói khoảng 3 năm á em. Rõ ràng là cái người đó là người ta có cái bản tính là gia trưởng. Đó, thành ra là chị thấy là sống mà như vợ chồng mà mình nói chuyện người ta không có công nhận mình là nói đúng hay là nói sai hoàn toàn, không có chung một cái ý nghĩ gì, thì chị lại cảm thấy là mình khó kiếm người đàn ông á. Mà khi mà chị xem cái chương trình của em á thì chị thấy có nhiều người đàn ông thấy cũng có thể thấy cũng hợp với mình, thành ra là giờ chị muốn là kiếm một người bạn cũng như là người chồng, mong sao là được chung tiếng nói và chung ý suy nghĩ. Còn công việc như là tuổi thì chị thấy cái đó vì sao nó không quan trọng. Là thí dụ một anh muốn làm quen với chị là độ tuổi cao nhất là khoảng bao nhiêu, chị có nghĩ tới việc đó không? Thì chị năm nay chị cũng 48 tuổi thì chắc chị nghĩ rằng là người đó có thể trên lời với chị chừng năm, thì mình nhìn coi có tương xứng với nhau hay không về cái ngoại hình đó em. 50 hoặc từ 60 trở lại. Dạ.
Thí dụ anh ấy hút thuốc uống rượu quá thì có vấn đề gì đó với chị không? Thuốc thì chị thấy chấp nhận được, nhưng mà uống rượu thì đừng có uống nhẹ quá không được. Nhưng mà chị thấy kênh của em là thấy mấy anh không có uống rượu bao nhiêu, Đúng uống rồi gọi ạ. là biết uống thôi chứ không phải mà mình sống là sáng chiều bị rượu hết là không được. Dạ đúng rồi. Với lại bên đây đa số người ta cũng không có thời gian để uống đâu chị. Em hỏi vậy thôi. Chứ bên đây ít có thời gian nhậu lắm chị ơi. Rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem video của em? Chị vô tình chị thấy em cái kênh của em đó, vô tình chị thấy mà chị coi cũng nhiều, rồi chị coi cũng người này người kia cũng nhiều, nhưng mà chị muốn vô đó chị không biết sao để kết nối được đó. Chị gọi điện quá chừng luôn cũng không được, chị gọi điện có số điện thoại em hiện trên màn hình đó chị gọi cũng không được. Gọi nó có reo không chị? Không, không theo em. Ồ vậy đó hả? Nó không Chị có gọi reo có mà gọi mãi dùng không? đó, có người mãi dùng rồi chị cũng gọi lên tổng đài bên Viettel của chị nè, là chị hỏi sao chị gọi không được thì người ta cũng chỉ chị, mà chị gọi cũng không được luôn. Là chị bỏ vô số Đau máy hơn 001 đầu hả? chó có không một đâu, Là rồi 001 hay là 01 thôi? 001 là trên tổng đài Viettel mới chỉ chị á. Rồi cái bữa bữa vô tình chị thấy cái chị kia chị cũng nói em như chị, mà thấy em chỉ cho chị là vô cái trang gì nữa đó, cái chị làm thử cũng làm nhiều cách lắm rồi sao liên lạc được với em cũng mừng ghê, cũng có duyên ghê. Em nghĩ chắc cũng có rất là nhiều người giống như chị, không liên lạc được với em, không nhắn tin được, không gọi điện thoại được. Thường thường á, thì em có để dưới màn hình là gọi tin, gửi tin nhắn cho em, rồi em chắc chết rồi em sẽ trả lời lại. Chị cũng nghe em chỉ cái người đó như vậy nên chị cũng dán chị nghe tìm cách rồi cuối cùng thì được. Con Chính là chị chị nghĩ sao mà em nói sao là chị đã đăng ký bao lâu rồi? đăng ký hôm nay chắc cũng 10 ngày rồi em, mà tại vì chị đi làm ở chỗ làm nó cần mình làm thêm giờ á nên là cũng làm tới 8 giờ 9 giờ tối chị mới về. Lúc mà chị bắt đầu đăng ký tới nay là mới 10 ngày hả? Mới 10 ngày là chưa lâu mà. À, chị nhắn tin cho em á thì em nhận được là chắc cũng khoảng 10 ngày. Chị rồi bây giờ chị muốn đi thêm bước nữa như thế này nè, con của chị có ủng hộ chị không? có chứ, nó cũng nói chung là không có đứa nào mà nó có ý kiến gì với chị, nó mà hình như là nó nghĩ rằng là nếu mà chị có bạn thì nó sẽ đỡ bớt quan tâm chị hơn, để bây giờ con gái chị nó có chồng rồi thì cuộc sống của con chị nó sống cũng hạnh phúc, thì con trai chị thì nó cũng có bạn ở nhà trọ rồi chị cứ ở nhà một mình vậy thôi. Thành ra là nhiều khi chị ghẹo con chị là chị có đi kiếm chồng, đi tìm chồng người kia, cái nói tụi nó nói thì cũng mong cho mẹ được vậy nhưng mà cũng khó kiếm lắm em ơi, kiếm kiếm một người mà để cho mình hiểu nhau quá, không biết là mẹ có anh nào hiểu được chị không. Chị có dễ hiểu không hay là chị có quá khó hiểu không? Chị thì nói chung là cái mẫu người đàn ông của chị là nói chuyện lắng tai nghe và thấu hiểu là được, nghe các chị cũng vậy, lắng tai nghe người ta nói và hiểu dùm cho người ta là được. Còn tuổi với công việc thì cái đó thì đi phía sau. Chị rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? À, chị cao 1m57 em, Cao cân mấy nặng trăm bảy hả? cũng cân nặng chắc cũng 59 kg 60 kg. Chị rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Thấy cũng nhiều anh cũng dễ thương lắm nhưng mà chị không tiện nói ra, mình nói ra rồi nhiều khi mình người ta không thích mình cũng ngại em, mình cũng mắc cỡ chứ thấy kênh em chị coi cũng nói chung mấy chị thì cũng
cuộc sống người ta cũng ngon lành mạnh mẽ, rồi mấy anh cũng vậy, cũng nhiều người thấy cũng dễ thương lắm. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ lên đăng ký lên kênh của em đi, rồi duyên nó tới đâu thì tới. À, chị được mấy anh chị em? À, nhà chị thì 4 chị em gái thôi mà em. Dạ. Yeah. Ai cũng có đôi, có vợ, có chồng, có đôi, có đôi hết. Dạ. Yeah. Chị rồi gia đình chị có ai ở nước ngoài không? Không em. Bây giờ nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị như thế, chị muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay chị muốn giới hạn ở đâu đó thôi? Chị em nha, chị suy nghĩ hôm nay chị tưởng tượng rằng nếu mà lỡ chị lên kênh của em mà ví dụ có cái anh ở bên nước của em mà thích mình đi, mà mình có duyên có nợ của anh đi, mà chị không biết qua bển là cái cuộc sống của chị như thế nào, chị cũng rất là hoang mang. Còn nếu mà anh nào mà ở Việt Nam mà thích chị ấy, thì cái đó thì nó đơn giản phải không em? Việt Nam thì mình ví dụ mình có lỡ xa ngã xa cơ thì mình cũng biết cách mình có được đi, còn lỡ chuyển qua bên nước bên ngoài thì không biết làm sao đó, chị suy nghĩ chưa có tới. Chị cứ để duyên mình nó đưa đi, mình đâu có biết duyên mình nó ở đâu cũng được. Chị cũng có tưởng tượng đó, nhưng mà số phận của mình nó đi đến đâu thì mình chấp nhận đến đó. Dạ. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương nha. Chị có lời nào chào khán giả không? Chị xin chào anh chị em ở trên trên của em. Chào em. Dạ. Bye chị ha. Good night chị ha. Chị cảm ơn.